cứu ạ. Sao xe tải lại buồn cười thế nhở? Xe tải 19H002 nhường đường cho xe cấp cứu ạ. Mặc xe cấp cứu hú còi xin vượt, xe tải vẫn ngoan cố không chịu nhường đường. Xe cấp cứu luôn là phương tiện được ưu tiên. Chính vì vậy, mỗi khi nghe tiếng còi hú quen thuộc, mọi người đều tự động dẹp vào lề để nhường đường. Thế nhưng vẫn có những trường hợp tài xế ngoan cố không chịu nhường khiến cho dân mạng chỉ biết ngán ngẩm. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh xe cấp cứu hú còi loạn xạ, nhưng chiếc xe tải đi phía trước vẫn cố tình không chịu nhường đường gây bức xúc trên mạng xã hội. Đoạn clip do camera hành trình của một xe cứu thương ghi lại. Theo đó, trên đoạn đường dài di chuyển, mặc dù xe cấp cứu liên tục hú còi xin đường, nhưng chiếc xe tải phía trước không chịu nhường đường, còn có hành vi liên tục chạy nghênh ngang cản trở xe cứu thương vượt lên. Thậm chí, nhân viên y tế trên xe phải dùng loa để nhiều lần nhắc nhở cầu xin được nhường đường. Chưa kể, khi xe cấp cứu vượt phải để định đi lên, xe tải vẫn tiếp tục ngoan cố đánh lái, nhất quyết không nhường đường. Được biết, đoạn clip được nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc ở Tuyên Quang quay lại. Lúc này, trên xe đang chở một bệnh nhân đã bất tỉnh, đang rất cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hành động này của tài xế xe tải đang khiến cho cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Xe tải này cố tình chặn xe cứu thương không cho vượt, gây nguy cơ chết người, đang trong tình trạng cấp cứu. Không biết lái xe tải có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự không? Xe cứu thương là để cứu người, giây phút sinh tử của một con người đang tính theo từng giây, từng phút. Vậy mà có những kẻ coi thường sự sống của người khác, cố tình làm cái điều vô đạo đức. Chụp lại biển kiểm soát và gửi đến cơ quan công an phạt hành vi của tài xế xe tải này. Rõ ràng xe cấp cứu đã hú còi phát loa xin nhường đường rồi mà tài xế xe tải vẫn không nhường, không hiểu ý thức kiểu gì. Các bạn đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất trên mạng xã hội nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.